Dạ, em ô tô Quốc Hùng xin chào anh chị ha. Hôm nay anh chị cùng em trải nghiệm đối với chiếc xe Hyundai Santa Fe 208 hàng Nhật nguyên con luôn anh chị ạ. 208 hàng Nhật nguyên con, số tự động nha anh chị. Số tự động, hộp số tự động còn rất là mới và rất là đẹp anh chị ha. Thì đối với chiếc xe Hyundai Santa Fe hộp số tự động này thì là hàng Nhật nguyên con nha anh chị nha. Hàng Nhật nguyên con luôn. Chung chung là máy dầu 2.0, chạy rất là đậm chắc và rất là êm nha anh chị. Được cái nữa là siêu tiết kiệm nhiên liệu. Dòng về xe Hyundai này đi nói chung là mình ngồi trên xe anh chị có thể cảm nhận được nó rất là êm và độ chắc và độ đậm của nó rất là đậm chắc. Chung là dòng Hyundai Santa Fe này thì thuộc dạng gọi là đẳng cấp rồi. Anh chị nào mình đã từng sử dụng thì biết về cái chiếc xe, biết về cái dòng xe này thì anh chị có thể comment bên dưới để cho anh em mình có thể biết được độ chắc và độ bền và độ êm của nó nha anh chị nha. Hyundai Santa Fe 208 hàng Nhật thì có cửa sổ trời nè, có hai túi khí anh chị ha, thắng ABS có đầy đủ hết anh chị. Rồi bây giờ thì anh chị cùng em tiến hành về một nơi yên tĩnh và một chỗ nào đó thật là bình yên. Cùng anh chị mình xem và tham khảo đối với chiếc xe Hyundai Santa Fe này anh chị ha. Dạ ok anh chị. Mình đã tới nơi, một nơi yên tĩnh và nói chung là cũng mát mẻ một xíu. Cùng anh chị mình xem và tham khảo đối với chiếc xe Hyundai Santa Fe 208 hàng Nhật, nguyên con hộp số tự động, máy 2.0 cửa sổ trời anh chị nha. Hai túi khí và thắng ABS có đầy đủ hết anh chị ha. Thì nói chung thì những cái dòng xe gầm cao SUV 5 cộng 2, dòng xe 7 chỗ 5 cộng 2 thì chạy rất là đầm chắc và rất là thích hợp để phù hợp cho anh chị lựa chọn về phục vụ cho gia đình đi lại anh chị. Chung xe thì 4 thắng đệ luôn anh chị nhé. Dòng xe này đi thì khỏi chê, đầm chắc êm, một cái mình thùng và một cái dàn xe bên ngoài nhìn rất là đẹp và cũng còn rất là cứng cáp. Xe thì bên cửa hàng đã kiểm tra và test thử cho anh chị rồi. Cam kết với anh chị một điều là không va chạm cứng đụng, không thủy kích, và một nữa là không dịch vụ taxi, hai giấy tờ pháp lý luôn rõ ràng anh chị nhé. Ba là bao anh chị cam kết bằng văn bản tại cửa hàng luôn luôn bao chất lượng nè, giấy tờ pháp lý nè và máy số zin, nói chung là 4.0 luôn anh chị nhé. Một là không va chạm cứng đụng, không thủy kích ha. Hai máy số zin là ba ha. Hai ha, ba là bao anh chị không va chạm, không dịch vụ taxi, bao anh chị ký bán rút hồ sơ đều ok hết anh chị nhé. Và đồng thời nữa, được cái nữa là xe này thì nói chung là bốn quả rọ còn rất là mới luôn anh chị, bốn quả rọ còn hơn 90%, hơn 90% nha, hơn 90% là gọi là 99% luôn anh chị nhé. Và được một cái nữa là đăng kiểm mới luôn anh chị, đăng kiểm mới tinh luôn, mới đăng kiểm luôn, mình xài 1 năm luôn, mới đăng kiểm, bên cửa hàng cũng mới đăng kiểm xong luôn anh chị nhé. Và được một cái nữa là màn hình Android, cam hành trình có đầy đủ hết anh chị ạ. Xe nói chung thì anh chị mua về chỉ đổi dầu mà đi thôi, không cần phải làm một thứ gì nữa đâu anh chị nhé. Được một cái nữa là máy nổ rất là êm, máy nổ rất là êm, máy đang nổ này rất là êm luôn anh chị ha. Rất là êm đềm. Anh chị nào mình đang cần tìm những cái dòng xe máy dầu để phục vụ cho gia đình đi lại thì anh chị có thể lựa chọn và tham khảo những cái dòng xe này ha. Còn anh chị nào mình đã từng đi những cái dòng xe Hyundai Santa Fe này, anh chị có thể comment bên dưới để chúng ta có thể bình luận, để mình có thể biết được là những cái hãng xe này đi nó chất lượng như thế nào nha anh chị nha. Rất là nhiều người ưu chuộng và thích đi những cái dòng xe này. Nói chung một điều, nếu mà anh chị nào đã từng sử dụng qua thì anh chị có thể cảm nhận được độ êm, độ đầm, độ chắc hơn Fortuner anh chị nhé. Đó, nói chung là theo cùng đời nó có thể hơn Fortuner, nếu mà anh chị đã từng sử dụng đã biết rồi. Mấy dầu thì nó càng cũng ăn rất là tiết kiệm dầu nha anh chị nhé. Đó, đây anh chị, bóng đèn pha của nó nè còn rất là sáng và rất là đẹp nha anh chị nha. Và cái đèn cản ha, đèn cản còn rất là sáng, rất đẹp luôn.
mặt nạ da lăng đó cũng vậy anh chị, còn rất là liền lạc ha. À, đèn pha bên này cũng vậy nè, và đèn cạn cũng vậy anh chị ạ. À, rất là đẹp, còn rất là đẹp. Nói chung là xe này thì đối với em cảm nhận thì nó khá là ok rồi anh chị ạ. Đời 28 đến giờ chiếc xe chủ xe đi giữ gìn được như vậy là khá là ok rồi. Đây anh chị, đăng kiểm của nó nè ha, tháng 5. Đăng kiểm của nó là tháng 5 2024 nha anh chị nha. Đây anh chị, đồ nhựa ở đây nè, còn rất là liền lạc và rất là đẹp luôn ha. Đó, 29 tháng 5 giờ anh chị nha. À, đối với chiếc xe này đăng kiểm là 29 tháng 5 hay sao. À, nó tầm hai mấy tháng 5 mà em không nhớ ngày nữa. Chung là mới đây thôi. Cho anh chị bình thùng của nó nè. Căng nét nhìn rất là đẹp. Rất là đẹp luôn ha. Xe là tuyệt đối là không có bị va ẩm cứng đụng nha, không thiếu phân sùng anh chị nha. Đây anh chị nhìn nó. Đó, nước sơn của nó đã căng nét nhìn đẹp lắm. Đó, quá trời đà luôn ha. À, chủ xe cũng đã thích hợp tay nắm oxy và dán tim cách nhiệt đầy đủ hết rồi. Đó. À, che mưa nè, gara mui nè ha, có đầy đủ hết rồi anh chị nhé. Anh chị mua về xài thôi, không cần phải làm gì nữa đâu. Bàn đạp nè, lên xuống có đầy đủ hết. Được một cái nơi là giỏ của nó nè, cao túc chỉ Cà Mau luôn anh chị ha. Cao mới tinh luôn, bốn quả rọ mới tinh luôn anh chị. Mâm cũng còn rất là đẹp nè. Đó, đây anh chị, về rồi đó nè ha, còn nguyên bản hết, nguyên bản nguyên zin nha, không dấu hiệu làm lại nha. Đó, còn rất là đẹp. Đó, cầm về cho nó nè ha, chỉ cũ theo 5 tháng thôi nhưng mà còn nguyên bản hết, chưa dấu hiệu làm lại ha. Rồi, anh chị cùng em tiến hành về bên hông bên này nha. Ở đây anh chị, đó, hông bên này cũng vậy nè ha. Đó, còn rất là liền và rất là đẹp ha. Đó, nước sơn nè, căng bóng, nét căng luôn anh chị ha. Đó, mình nói chung thì đối với chiếc xe này thì anh chị có thể đi từ xa anh chị cảm nhận được nha. Đó. Dòng xe này thì nói chung là sự thiết kế của nhà sản xuất thì không bao giờ bị lỗi thời anh chị ạ. À. Tuy đời 2008 thôi nhưng mà từ độ xa mình nhìn anh chị ha. Phom dáng của nó nhìn rất là đẹp và rất là hầm hố nha, rất là sang chảnh. À, chưa bao giờ gọi là lỗi thời anh chị ha. Yeah, bây giờ anh chị cùng em tiến dừng lại và xem sơ lược cái vỏ đầu bên này đi, xem nội thất ha chị ha. Nên anh chị, vỏ bên này cũng vậy nè ha. Cao, cao túc chỉ Cà Mau ha. Quá trời cao. Và mâm cũng còn rất là đẹp. Mâm rất là đẹp. Đó, về xe nè ha, nguyên bản hết. Nói chung là cái về là nguyên bản hết, không dấu hiệu mục mọt hay là làm lại bất cứ gì hết anh chị nha. Và đồng thời thì nước mình thùng thì rất là liền lạc và rất là đẹp. Đồng sơn thì nói chung là không tránh khỏi giảm tuốt nha, nhưng mà sơn zin cũng còn khá là nhiều anh chị ha, tầm khoảng 60%. À, đời 28 đến giờ nói chung là không tránh khỏi là bị giảm tuốt này nọ kia anh chị nha. À, nếu mà nói sơn zin 100% hay là 90% thì chắc cũng chả có ai tin đâu anh chị ạ. À, có đúng không anh chị ha. À, những cái dòng xe này mà đời 28 đến giờ mà sao mà đòi zin được hết. Đây anh chị, bóng đèn sau nè còn chúng ta sáng và rất là đẹp nha anh chị nha, chúng ta sáng đẹp mê ly luôn ha. À, máy đang nổ mà nổ rất là êm và đầm chắc bền bỉ anh chị ạ. À, anh chị hông của nó nè, một cái dáng xe rất là thích hợp cho anh chị lựa chọn về để phục vụ cho gia đình anh chị nha. Vỏ sau nè anh chị, vỏ sau này là vỏ sau 100% luôn anh chị nha. Vỏ sau này 100% luôn, mới tinh luôn mà. Đó, mới thay luôn, chủ xe mới thay luôn, bán cho em luôn. Đây anh chị, vỏ nè còn rất là đẹp ha anh chị ha, vỏ rất là đẹp. Đó, những cái gầm về đồ đẹp ken xà ben phát ha, chủ xe có mới một miếng nhựa là ha. Rồi, bây giờ thì anh chị cùng em tiến hành về trong nội thất sơ lược một xíu nha. Đó, vô trong nội thất sơ lược một xíu để mình có thể xem và cảm nhận được ha. Đây anh chị, trước tiên thì odo của nó là anh chị nha, odo nó được 120 mấy ngàn cây. Nói chung là em đã khuyên và đã từng nói rất là nhiều clip ha. Mua xe cũ mình chỉ coi chiếc xe thôi, không cần phải coi odo, nhưng mà có sẵn trước mắt thì mình coi sơ thôi. Vậy thôi. Còn lại màn hình Android nè anh chị, rất là to và rất là đẹp anh chị ha. Cam hành trình có đầy đủ hết nha, ở trên này ha, cam hành trình có thẻ nhớ luôn nè anh chị nha. Túi khí, hai túi khí anh chị ha, hai túi khí nha. Đây táp lô bên này nè, còn rất là đẹp anh chị ha. Đèn báo cửa có, mở cửa ra đèn báo cửa đầy đủ hết anh chị ha. Và đồng thời thì nắp đỡ xăng nè anh chị, nắp mở xăng ở đây ha. Đó, và cái nút bấm điện nè còn rất là mới ha, rất là đẹp ha. Đó, gương chỉnh điện nè, gương gập gương nè, sẽ đóng cửa lại. Ở đây là cái gập gương nha anh chị nha,
À, có gặp lương đồ đầy đủ hết nha anh chị. À, đồng mời ra nè ha. À, chỉnh điện là có đầy đủ hết nha anh chị nha. À, đây anh chị, mấy cái đồ nhựa ở đây nè, còn rất là đẹp ha, còn rất là đẹp. Và túi khí của nó nè anh chị ha, túi khí của nó đây ha. À, rất là đẹp luôn ha. À, và cái móc bấm chỉnh điện, chỉnh nghe nhạc này nó ghi thích hợp nè ha. À, cái này cũng vậy ha. À, củ số nó nè, hộp số tự động, củ số nó còn như là mới rất đẹp anh chị nha. À, mặt dàn lạnh điều hòa anh chị nha, dàn lạnh điều hòa. À, rồi, à, nói chung thì bây giờ anh chị cùng em sẽ tiến hành về sau xe, quay sơ lược cái nội thất cho anh chị xem ha. Đó. Đây anh chị, những cái nách cửa nè ha, nách cửa nè, sùng chỉ nguyên zin còn đầy đủ hết anh chị nhé. Đây anh chị, cắp bi đồ nhựa nè, còn rất là đẹp anh chị ha, còn rất là đẹp nha. Đó, tại chủ xe người ta thích, người ta đam mê thì người ta dán phim, người ta dán cái carbon thôi. Đó, nếu mà anh chị không thích thì anh chị xé da thôi nha, nó rất là dễ nha, xé da bình thường hết, không có gì hết anh chị nha. Đó, đây anh chị, đó là cái đồ nhựa trên này cũng vậy nè ha, còn rất là đẹp ha. Đó. Đây chủ xe nè, may một bộ lót chân nè ha. Đó, nguyên bộ còn rất là đẹp luôn anh chị nha. Lót sàn có nè ha. Đó, lót chân nè, một bộ lót chân rất là đẹp. Đó. Sùng chỉ đồ nè ha, đầy đủ hết, nguyên bản hết anh chị nha. Nguyên zin hết ha. Đó, những cái nách ở dưới nè ha, còn nguyên bản hết, đầy đủ hết nha. Đó, xe còn rất là liền lạc. Đó, đóng cửa rất là khít và êm đềm ha. Đổ sóng cửa nè anh chị. Đó. Rất là suông và rất là thẳng nha. À, rất là liền ha. Đó, đóng cửa nè anh chị. Rất là có độ hít vô ha anh chị ha. Đó, cửa mở nè, anh chị có thể xem và cảm nhận được chiếc xe nha. Đó, cảm nhận được chiếc xe nó còn khoảng bao nhiêu phần trăm ha. Chung là xe này thì anh chị mua về sang Việt đi thôi, không cần phải làm gì nữa đâu anh chị ạ. À, đây ốc tán nè, nói chung là ốc tán là chưa chưa tháo gỡ, chưa đụng đậy anh chị nha. Đó, ruột gà đồ cũng vậy nè ha. Đó, tem zin của nó nè, nó còn nguyên bản hết anh chị nha. Đây anh chị, một bộ ghế da, nhìn rất là đẹp cái xe. Đối với bộ ghế da này anh chị mua về xài thêm 5 năm nữa còn chưa xây nhê anh chị nha. Đó, bộ ghế da này chủ xe bọc rất là đắt tiền, rất là mập mạp, rất là cứng cáp ha. Và một cái bộ lót chân nữa ha, rất là đắt tiền nha. Đây anh chị, đó, nội thất rất là đẹp ha. Rồi, anh chị cùng em sẽ tiến hành về sau xe ha. Sau xe, đây anh chị, sùng chỉ đồ cũng vậy ha. Đầy đủ nguyên bản hết, đầy đủ hết nha anh chị nha. Đầy đủ hết. Dưới đây cũng vậy ha. Đầy đủ hết, không có một mọt gì hết đâu anh chị ạ. Đây anh chị, tắp ly của nó nè ha, tắp ly của nó nè, nguyên bản còn rất là đẹp nha anh chị nha. Đây anh chị, cánh cửa của nó cũng vậy nha. Tắp ly đẹp mê ly ha. Rồi, những cái nách cửa nè, sùng chỉ đồ nè, nguyên bản đầy đủ hết anh chị ha. Đó. Đây anh chị, bắt cửa đồ cũng vậy ha, còn rất là cứng cáp ha, còn rất là cứng cáp ha. Độ đi xe, độ ít của nó còn khá là ít, sử dụng khá là ít nên là cái bắt cửa đồ nó còn cứng như vậy anh chị nha. Nếu mà nó mở ra, một là nó banh ra hết, hai là nó khép lại, là cái cửa người ta mở nhiều rồi, đâm ra thì nó mới bị như vậy anh chị ha. Còn đối với chiếc xe này thì không có nha. Rồi anh chị cùng em tiến hành về coi cái nội thất này. Đó, một bộ ghế da này nhìn rất là đẹp xe ha. Đó, đây anh chị, một bộ lót luôn ha, lót súp nè anh chị. Đó, chủ xe có trang bị một cái lót súp ở đây nha anh chị ha. Đây anh chị, lót sàn còn rất là đẹp ha. Đó, lót chân nè ha, đây nè có nút nè, mình có thể mở ra. Đó, mở ra đem đi giặt xong rồi mình gắn lại nè anh chị nhá. Đó, nhất là đẳng cấp nha. Nói chung là bộ lót lót chân này thôi là cũng cả 4-5 triệu bạc rồi anh chị nhá. Dưới này dàn ghế nữa ha, dàn ghế nữa ha, có cục tì tay nè anh chị, đây có cục tì tay nha, đây cục tì tay nè anh chị nha, và mình có thể mở và bỏ đồ nè anh chị, mở bỏ nước đồ ha anh chị ha. Xong rồi mình không thích rồi mình đóng lại nha, đóng lại đưa lên nha, rồi anh chị còn không thích nữa anh chị hạ xuống nha, đó hạ xuống làm cái giường đâu ha anh chị nha. Đây bên kia hạ xuống nữa là anh chị bỏ cái nệm lên là làm cái giường nha, còn không thì để vậy nằm cũng được anh chị ha. Rất là thuận tiện cho anh chị mua về để đi gia đình,
Đó, mình đi đường xa mệt là mình có thể hạ xuống và bỏ nệm hay là mền gối nè, nằm nghỉ ngơi anh chị nhé. Đây, cửa sổ trời ở bên này nha anh chị nhé. Dạ, bây giờ em sẽ mở cái ghế lên, hạ ghế lên. Rồi, hạ ghế lên, em dịch lên trên xe em ngồi ha. Đây anh chị, đổi rộng lại thoải mái thì ngồi rất là thoải mái anh chị nhé. Em cao 1m7 mà anh ngồi rất là thoải mái anh chị ạ. Rất là thoải mái nha, không có khó chịu hay là nhỏ đâu. Đây anh chị, cửa sổ trời nằm ở trên này anh chị ha. Đó, sử dụng bình thường hết nha anh chị nha, mở ra mở vô sử dụng bình thường hết ha. Đó. Đó. Rồi. Giờ em sẽ đóng lại nha. Đó. Đó, sử dụng bình thường hết anh chị ha. Rồi, mình sẽ kéo một cái lá màn rồi là xong. Đó. Rồi, nói chung là chủ xe cũng may một cái 3D, cái chân nhìn rất là đẹp cái xe nha anh chị nha. Anh chị không về không cần phải làm một cái gì nữa đâu. Chỉ đổ dầu mà đi thôi anh chị à. Đổ đầu mà thì đi thôi. Đây anh chị, những cái hộp che mưa nè. Hộp che mưa nè, có chỗ chải tóc, trang điểm đồ có đầy đủ hết anh chị ha. Xong. Đó, đưa lên ha. Bên này cũng vậy nữa ha, còn rất là đẹp, có kiến đồ chải tóc của bình thường hết ha. Và kiến bọ nè ha, có đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, bên này cũng vậy ha, bên này cũng có cái nha. Đó, bọ kiến nè ha, có đầy đủ hết á. Chung là xe dòng xe gần cao cấp mà, tiện nghi đồ đầy đủ hết anh chị nha. Lo súp đồ có đầy đủ hết, nghe nhạc phê. Đó, cái này là hộp gió máy lạnh nè anh chị nha. Đó, bên này cũng có một cái nữa ha. Đó. Rồi, ok. Bây giờ anh chị cùng em tiến hành về coi đây, về coi cúp sau nha. Cúp sau, nói chung là vỏ lốp thì đẹp hết rồi anh chị ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành về kiểm tra cái cúp sau ha anh chị. Đó. Ghế này ở đây cũng vậy nha anh chị nha, kéo lên là được ha, 5+2. Đây anh chị, mấy cái đồ nhựa ở đây nè ha, còn rất là đẹp, còn rất là đẹp luôn ha. Bên này cũng vậy nè anh chị ha, còn rất là đẹp hết. Nói chung là xe này thì anh chị mua về đi gia đình thì khá là ok anh chị nha, zin hết á. Đây anh chị, bon tán hạng nè ha, sùng chỉ nguyên bản theo xe, ốc tán chưa tháo gỡ anh chị nha. Đây bên này cũng vậy ha, sùng chỉ nguyên bản hết. Bên này cũng vậy ha, nói chung thì xe quay quay vậy cho anh chị xem thôi, chứ thực tế thì xe bên cửa hàng đã cam kết bằng văn bản tại cửa hàng hết cho anh chị ha. Đó, đã bao anh chị là không bị va chạm cứng đụng, không thì kích, không dịch vụ taxi, mấy số zin, chung là cửa hàng bao hết anh chị ha. Và đồng thời thì xe bao anh chị giấy tờ pháp lý luôn rõ ràng anh chị cho anh chị nhá. Đó, bao anh chị ký bán giúp hồ sơ hoặc là ký ủy quyền xài tiếp đều ok hết nha anh chị nhá. Đó, một cái xe biển số 60K 20214 31 anh chị ha. Đây anh chị, vỏ bên này cũng vậy nè ha, mới tinh luôn anh chị nhá. Đó, chị mua về xài thôi, phần lại là phải thay vỏ hay là làm một thứ gì nha. Đây thắng đệ nè anh chị nha, nói chung là xài 4 thắng đệ anh chị ha. Rồi, cánh cửa bên này cũng vậy nha anh chị ha, cũng thế thôi, cánh cửa bên này cũng thế thôi. Đó, cũng rất là cứng cáp và rất là liền ha, sùng chỉ nguyên bản theo xe hết ha. Rồi, capi cũng vậy nè, cũng thế thôi, còn đẹp như như nguyên bản, còn rất là đẹp anh chị nha. Nói chung là những cái capi đều đẹp hết đó anh chị ạ. À, ốp gỗ nè, capi đồ dưới cũng vậy ha, còn rất là đẹp. Đây nách cửa đồ cũng vậy ha, còn rất là đẹp ha. Rồi, cái một cái nội thất nhìn rất là sang trọng anh chị nhé. Rồi giờ anh chị cùng em tiến hành về coi cánh cửa này nốt luôn anh chị nhé. Đây cánh cửa bên này cũng vậy nha. Đó, sùng chỉ là nguyên bản hết anh chị ha. Đó, đây cánh cửa là mở là từng bước anh chị nhé. Đó, đồ nhựa còn rất là đẹp. Đây anh chị, đó, cái hộp nè, hộp để sim nè ha. Đó, cái hộp, một cái đồ nhựa nè, còn rất là đẹp ha. Máy lạnh thì lạnh khỏi chê nha anh chị nha, bao anh chị là không lạnh không lấy tiền nha. Đó, bỏ nước đồ nè ha, hộp đựng đồ thì có mấy lớp luôn anh chị ạ. Đó, hộp đựng đồ có mấy lớp luôn. Rồi bên này cũng vậy ha. Đó, có đầy đủ hết, rất là đẹp xe luôn anh chị nhá. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành về bên này và mở capo lên và cho anh chị mình xem sơ lược cái máy nha.
máy nổ nó êm cỡ nào nha anh chị nha, máy đang nổ mà không nghe tiếng gì hết luôn anh chị à. Đó rồi, bây giờ anh chị cùng em xem sơ lược được ra máy ha. Đó. Đây anh chị, ti nhúng của nó nha, xài bằng ti nhúng nha. Ti này mở lên nè, rất là cứng cáp ha. Đó, sùng chỉ cabo nè ha, nguyên bản hết anh chị nha, nguyên bản hết ha, ốc tán cabo chưa đụng đậy nha anh chị nha. Bao anh chị nhìn ha, qua bao năm sử dụng thì nó hơi cũ thôi, chưa có tháo gỡ nha. Đây anh chị, những cái đồ nguyên bản hết nha, cabo nguyên bản hết, còn rất là đẹp. Đó, bên đây cũng vậy nè anh chị à, rất là đẹp. Đó, sùng chỉ ở đây cũng vậy, đó, ốc tán cũng vậy ha, nguyên bản hết, chỉ cũ theo năm tháng thôi. Đó, ốc ti nè ha, có bình cũng còn rất là đẹp anh chị à. Bô e của nó nè ha, cục thắng ABS nó nằm ở dưới nha, sạc bô thắng nằm đây. Đó, cái tuột bô của nó nè anh chị nha, tuột bô của nó ha. Đó, máy nổ nè, rất là đầm ha, rất là đầm chắc nha, máy nổ rất là đầm chắc. Đây anh chị, đó, máy nè, nổ, không có hơi hám gì đâu anh chị ha. Đó, không có hơi hám gì hết, có độ bơm nhớt của nó nè, còn rất là mạnh luôn anh chị ha. Đó, có độ bơm nhớt nên nó còn mạnh á, là nó sẽ lúc mình chạy á, nó sẽ bơm cho máy nó sẽ chạy được đều anh chị nha. Nó sẽ tốt cho cái máy anh chị ha. Đó, máy lạnh nó nè, đó, mở đỡ máy lạnh nè anh chị, nước chạy nè, chạy từng giọt ha, là có thể biết được là nó lạnh đến cỡ nào anh chị nhá. Đó, xe nói chung là rất là êm đềm. Đó, mấy cái đồ này cũng vậy ha, rất là đềm, rất là gọn gàng và đẹp ha, còn nguyên zin hết, còn rất là đẹp anh chị nhá. Do bây giờ nói chung thì em cũng sẽ cho anh chị xem ở dưới nè. Đó, ốc tán nè, ngàn năm luôn, ốc tán ngàn năm luôn. Đó, chưa có tháo gỡ gì hết đâu anh chị à. Đó, chỉ cũ theo năm tháng thôi. À, nói chung thì mấy số sườn ở trên này ha, mấy cái đồ nhựa ở trên này cũng vậy, còn rất là đẹp anh chị ha, rất là đẹp ha. Đó, xe là quá ok rồi anh chị nhé. Đó, đóng cửa lại là anh chị không nghe tiếng gì đâu anh chị nhé, không nghe tiếng máy gì đúng không ạ, rất là êm. Đó, rồi bây giờ anh chị nào mình cảm thấy ưng ý đối với chiếc xe Hyundai Santa Fe 2008 này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em để được trao đổi với em anh chị nhé. Em nói chuyện này giờ thì em cũng quên báo giá cho anh chị luôn, em cũng thật lòng là xin lỗi anh chị nha. Và đối với chiếc xe Hyundai Santa Fe 2008 nhập hàng 2.0 cửa sổ trời, bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với cô chú anh chị mình là 379 triệu anh chị nha. 379 triệu anh chị nào mua bớt thẳng cho anh chị 4 triệu, bao anh chị giúp hồ sơ anh chị ha. Anh chị thiện chí lên xem xe xác thực mua, bớt thêm 5 triệu nữa là 370 triệu bàn giao xe anh chị nha. Ok chưa anh chị? Xin chào và hẹn gặp lại nha anh chị nha. Và anh chị nào cảm thấy ưng ý nó thì có thể lên tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai để xem xe chi tiết anh chị nha. Đối với chiếc xe này thì anh chị xem thì chị mua thôi chứ không biết chế gì nữa đâu anh chị nha. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị ha. Bye bye.